Đó, ốc của anh đưa nè ha. Đó. Hai cái con này là không đúng của ốc dai nha. Đó. Thì con ốc dai nó sẽ ngắn hơn nha anh trai. Đây. Đây, con này nó sẽ dài hơn nè, không? Con ốc dai nó sẽ ngắn hơn ha. Con ốp dai nè ha, đó của anh, con này con mẫu dè ha, thì dư hai con này thì em sẽ chế làm cái chỗ bắt cái biển số nha, đây đó cho nó bị khỏi có sụp xịt nha, đó. Đó, lên biển số của anh nè, đó, khỏi có sụp xịt ha, giống như xe nhà luôn nha, rồi tiến hành đi cắt nha nè, đó đây đã cắt xong rồi ha, đó, cho nó vô đây nha nè, anh em xiết thoải mái ha, không bao giờ lo bị nứt ha, nó đôi biển số tồn ha. Đó, nó bằng mặt luôn. Biển số thì chơi hàng tán zin của Việt Nam được rồi. Đó, cái tán mà làm biển số tán lô nha anh trai. Đó ha. Lên trên hai cục thung treo lồng ha. Đó, những cái sóng đây là cái sóng hàng tiễn cho anh nha. Đó, sóng không có xẹp cái nào chứ nha. Đó, vô đây nó mới ôm nha. Hàng theo xe tiễn hai cục nha anh trai, đây nè anh em thấy đẩy vô không, đó vậy đó cục máy mình lên nó mới im nha nè, đó anh em thấy đẩy nè trần thân nha, còn những cái thùng thái mới bây giờ anh em xài thử đi rồi biết, nói chung có khách mua thùng new thái mới xong rồi về bỏ ha, là do thùng nó không có bằng chất lượng như thùng theo xe nha, đó anh em thấy không, đó hàng tiễn cho anh trai sẵn đi gam lại ha, đó, tại cục xe anh là dọn mới ha, đó. Phía đây cái nắp gió của Boe của anh nè, đó, bên đây thì đúng ốc nè, đó, anh trai thấy không, bên đây đúng ốc còn bên đây không đúng nha, đây em sẽ thay là con ốc theo xe cho anh trai ha, đây nào anh em thấy khác không, đây ốc của anh trai nha, vô đây mới đúng nha anh em. Cũ của anh đưa con tán là không đúng, đúng của cái tán ở phá trước cái đùm là phải tán mặt bằng như vậy nè. Đó, tán này là tiễn cho anh nè ha. Gam zin nha, nó còn mực nè. Đó, đi tiễn cho anh cho VIP luôn ha. Nó tẹp luôn ha. Đó. Tẹp với cái má nha. À, tiếp tục là vô cái thùng xe xị cho anh. Đó, trái này là trái 99 nha, kiền nhôm nha, hai thùng mới anh gửi nha, lần trước gửi ăn cộng, lần sau gửi ăn cộng, nhưng đặc biệt khoe ở đây tiễn gam zin cho anh ha, đó. Hai cái này là màu gam thái, còn hai này là 7 màu nha nè, đó màu zin theo năm tháng đúng 7 màu nha, đó. Nói chung anh nhìn ở ngoài nó sẽ đẹp hơn ở trong clip này ha. Đây cái này là mé bên GE nè ha, này lên cái bình xăng con Boe ha, hai cái bự là chô trong đây, một cái bự hơn chút xíu là lên chỗ Boe, còn cái nhỏ này là vô ngay chỗ bình xăng con nha anh em, vậy thôi ha. Đi lên cục môn bình thường cho anh nha. Đó, cái này gam zin còn đẹp, em để là để cho anh xài chứ không có gam, tại anh mặc bẩn vô đâu còn gam gì ha. Đây tháng 8 năm 2000 nha. Đây nha. Ốc anh đưa không bao giờ đủ đâu. Đó, bây giờ xé bịch da băng cho anh nha. Đây nha, đây bịch da băng cho anh trai luôn nha. 93500050200A ha. Ốc là bao đẹp ha. Có dấu cộng luôn rồi ha. Đó. Anh em nhìn ở ngoài nó sẽ đẹp hơn ở trong hình ha. Sẽ vô đây nha anh trai.
cái theo xe cho anh nha. Đó, hai phe là hai phe new mới nha. Đó, mấy phe là phe new mới hết này, theo xe. Đó, bắt đầu là tiến hành thử nhan bọng rồi anh em ơi. Ok ha, ok. Đó, sao ok. Ủa, trái ok. Đây chắc bị một là bị đứt, hai là không có bóng đèn nha nè. Đây đồng hồ của anh gửi ha. Rồi không có luôn anh em ơi. Giờ để đi kiếm cái bóng zin lắp vô ha. Đây, bóng zin theo xe luôn nha nè. Nói chung giờ zoom lên em thấy là nó có chữ S ở trong bóng đèn nha anh em, để em chèn cái hình ảnh cho anh em xem ha. Vô đây nha. Đây, ok nè ha. Đây vô hai kẹp hai bên, thấy không? Hai kẹp hai bên. Xé bịch New Việt Nam được rồi anh trai ơi. Này nó không có cần mà chơi chi mà hàng xé bịch Thái chi nằm trong kẹp. Thấy không? Hai ốc, thấy không? 4 ly. À, bất cứ xe nào cũng vậy đó, kể cả xe em gì nữa. Măng keo này, măng keo giấy ha, măng keo giấy hai mặt. Rất là im nha anh em. Đó. Xe em cũng vậy luôn. Anh em tháo cái lớp xanh ở trên là nó cũng dính dữ nữa, nhưng mà em không tháo nha. Đó, để chống gè nha. Đó, đầu đèn của quay Thái 110, 10 đầu đèn, đủ 10 đầu đèn đều gè hết nha em. Tại nó không có ngóc chính giữa ha. Rồi tiến hành vô kẹp nè. Đó. Hai con ốc đây, hai ốc sẵn nè ha. Đó, hồi cũ của anh là con ốc ở dưới đây. Một con ha. Là gắn không đúng thì em đã lấy con ốc của một con này, em sẽ đưa lên sau cái bờ gái và anh sẽ mua thêm một con ha, là hai con. Đó, bắt đúng vị trí cho anh em ha. Hai con nằm sau đây. Đây con ốp dài nha anh trai. Đó. Ốc quanh đưa hai con nè. Con ốp dài nó sẽ ngắn hơn. Thấy không? Nó vừa luôn nè. Không. Nó sẽ bên trái ha. Đây. Đó. Nó vừa luôn nha anh em. Đó là anh em thấy không? Thùng zin, thùng này là chống rung đầu đèn. Đó, xe nhà sao xe anh em trang vậy. Cái này là tặng cho khách nha, không tính tiền. Còn anh em nào mua thì em có bán nha anh em. Nhông xin dĩa anh đưa ha. Da băng 100 mắt là đúng luôn á. Lấy cái hộp đựng bộ nhông xin dĩa theo xe anh em ơi, hộp với cái bịch ha. Đây nha, nó còn một cái nha, nha cái nhông gời nữa nè. Đây nè, nhông gời nữa. Thì đã sơn chống xét ở trong danh nè ha. Đó, chỗ nào dặm thì anh em không biết rồi ha. Đó. Dặm cái trên nha, cái dưới không có dặm nha. Đó, dặm cái trên. Giờ tiến hành vô nha, hai cái nè. Đó. Sơn zin ở dưới cực kỳ đẹp luôn. Đây ốc cặc te anh đưa với ốc nạ đây ha. Bốn ốc cặc te. Nói chung ốc cũng hàng chung thôi chứ chưa đẹp nha anh trai. Cặc te đẹp nhưng mà ốc chưa vip nha. Anh đưa sao thì lắp vậy thôi. Nè. Ốc là phải sáng mới phê, còn ốc là đen hết trơn ha. Thì đúng 110 đó, ốc tha chữ nhỏ đó. Thì lên luôn cho cái nút thăm một sơn ha.
hàng Việt Nam được rồi anh trai ơi. Đây một bịch nó 10 cái nha. Đó. Nó có chữ Honda chìm đây nè. Dạ quang đây nè. Có số đây luôn nha anh em. Hàng viên là có số hết. Không? Săn tòm của anh trai Kiên Giang nè. Đó, ai nói mà không nhiễu săn dư. Nè anh em thấy không? Nè, nè, đang nhiễu nè, thấy không? Nè. Đó. Anh em thấy không nè. Đó, bình săn tòm mới lắp vô lần đầu tiên anh em thấy không? Đó. Anh em chơi là phải hiểu ha, nguyên lý của cái bình xăng con nha em. Nói chung cái này là không có khó nha anh em. Đó. Đây bình xăng con tồn của anh này ha. Đó, chữ đúp nha anh em, ốc chữ đúp nha. Nè đó. Đó, tiến hành bung hai này ra nha anh em. Bao cho có dấu cho anh em nha. Đó, đem lên thợ làm nha anh em, chứ em đây em không có gành cái bình xăng con này nha anh em. Đó, nó chiên nha anh em, nghe cái gắt cái này mười đã thiệt. Em sẽ gắn hai ốc khác nha anh em, chứ không để gắn hai ốc này vô nha. Tại đi làm mình gắn hai ốc này vô á lại lên chợ nó làm chạy ốc mình hết. À anh em thấy không? Đó, ốc chữ đúp nha. Đó. Đây, thấy chưa? Sáng trưng nè anh em thấy không? Đó, chạy săn dư không săn dư là nằm khúc này nè. À, nằm khúc này nè. Đó. Anh em thấy không? Không có bụi bặm gì trơn nha. À bông tu nè anh em thấy không? Đó. Nè, sáng giới ha, số 4 nè. Không có đụng chạm gì hai cái gít lơ chính gít lơ phụ luôn nha anh em, chỉ làm nhẹ cái bông tu này thôi nha. Đó. Của anh nè, thấy không? Đó, ốc phải của anh nha, ốc của anh em để nhà rồi nha. Ốc này là chỉ gá để cho đây anh dặn anh phá thoải mái thôi. Đó. À, làm là không có đóng bung tu anh đâu nha. Chỉ để là giữ chiên cho anh đó, anh coi thấy không, mới bung rồi đó. Khó quá bị, dễ bị anh Dũng. Khó quá là dễ bị. Khó quá là dễ bị. Nói chung chơi vòng này phải am hiểu nha anh em. Đó, thông cảm cho nhau, nói chung mấy cái bệnh này là bệnh năng y. Đúng không? Muốn chắc cứu lên phun xăng. À. Chắc chắc cứu không chảy. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Tay ngang đâu làm được. Bao là không chảy xăng. Ờ thế bao. Bao không chảy. Rồi là vẫn để lại cái bông tu cũ của anh nha, chứ không có đưa bông tu khác anh đâu, anh yên tâm. Độ anh là zin dễ về nguyên thủy 100%. À có anh em coi anh trai nút nè. Má ngậm xăng bệnh chết. Ngậm xăng bệnh chết. Đó, thấy chưa, thấy chưa, anh em thấy giờ cái đồ cái đâu bịch keo dán sắt rồi chơi đó, dính cái môi luôn thấy chưa. Đó, dính mà dính kiểu bọc 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 là lụm đó, dễ lấy tiền lắm anh em ơi. Đó, hàng mới ai nói không, lỏng nha anh em. Tiến hành lên cục máy của anh ha. Đó, trước khi lên cục máy thì em cũng khui cái ốc máy anh đưa nè ha, ốc chiều máy nha. Đây ốc chính giữa ha, ốc chính giữa gam zin lồng đền đẹp, nói chung là ốc tán đẹp ha. Ốc treo lồng thì nói chung là thiếu một con lồng đền nha em, thiếu một con lồng đền vên giống vậy nè. Đó, tại có lồng đền vên mình bắn nó mới không có thốn cái gân ốc nha nè. Đây ốc của anh nè. Ốc máy dưới nè, ở tay ốc giữa nè, ốc trên châu lồng nè ha. Ốc đẹp nha anh trai. Đây. Ốc anh đưa là không có còn gì để bàn tả hết trơn á. Thiếu con lồng đền thôi, lồng đền quên thì bây giờ sẽ xé bịch nha anh em.
ba con tám bên kia. Tha mổ bò hết cho anh trai rồi nha, bất cứ máy nào treo cũng vậy, tha mổ bò. Đây con lông đàn tòn. Hay lên cây bô chành ha. Đó. G07 chữ Y gì nè, Y nè, 1B chữ F nè, không? Bô dính chính đó hay là 1 ha. Đó, thiện tán nè, đó. Ở đây anh trai chơi con tán gấp á, chơi loại bự ha, à, loại bự đó, nằm ở đây nha nè, đó, con đây, hai tán cổ bồ si diên ha, tới gắt chân nha nè, gắt chân nhôm ha. KF là K-2 đó, mé bên bồ ha, có con ốc nó xấu nha, ốc mé dưới xấu nè, ốc trên thì nói chung đẹp nè, họ có chấm sơn nè, ốc dưới xấu có dấu nè ha, lòng đền có dấu luôn, con ở trong đưa ra đúng nè ha. Đó, bây giờ tiến hành vô nha nè, nó lòng đền xấu quá thì đây em sẽ lật ngược lại nha. Đó, lật ngược lại cho anh, nói chung đây cũng có lật rồi nè ha. Đó. Bát sắt đúng gam zin nè. Đó. Cửa còn nè ha. Đó, ở trong đưa ra đúng nè. Đó, tiến hành về vô. Đây hai con tán của anh đây. Hai con tán anh đưa nè. Anh em thấy không? Hồi nãy dặn là không thấy vô và không dám ép nữa, sợ cái cốt gấp nha anh em, sợ cái cốt gấp cái găng nó hư nè, anh em thấy không, dặn nó cứ nằm mé ngoài không nha anh em,
để lấy con tán của em nè, đó, tán của em thì vô nè anh em thấy không, họ à, thì cứ cút gấp nó không hư ha, mà con tán nó sao sao như này, nè hai con tán của anh trai nè, giờ sẽ qua mấy bên kia dặn cho anh em xem luôn nha. Đây cút gấp của anh nè ha, đó, hai con tán cái này là thường đúng zin của người ta là gắn mé trên nha, tại anh muốn gắn mé dưới cho bự nha, cái găng nó làm sao á nè. Zoom lên cho anh em xem nè, không biết tán là tán gì nữa nhưng mà gắn không vô nha anh em nha, em nghĩ là tán này gắn ngược hay sao á, à dặn vô nó không ốp phê nha anh em nha. Nè, đúng của quay thái 110 á, là con tán gấp này, nó nhỏ như vậy nha, hai bên nha, nè cái này vô nè, họ anh em thấy không, còn hai con tán này của anh đó là không có dặn được nha, em sẽ gửi lại nha. Đó, đây em sẽ tiễn cho anh hai cái con theo xe nha, tán phục trên của em đây, găm zin nha anh trai, đây đây ga nào găm, găm lợi thì nói găm lợi, găm zin thì nói găm zin, nó mấy con nó găm lợi thì em không có gắn cho anh đâu, gắn cứ gắn găm zin đây, con nào sáng sáng tại nó nằm ở mặt tiền nha anh em, mặt tiền là quan trọng. Con này ok nè, sáng nè, thấy không? Đó, thấy không? Cốt gấp anh không có hư, mà con tán anh nói chung tán nó gần ngược sao? Ok ha. Để hồi em kiếm cái con ốc à. Ốc này nó tà đầu, mà nó còn đẹp. Nó tà đầu mấy cạnh, dạng ngủ quá. Ở đây em dặn là em chim bịch hết cho anh nha, anh yên tâm vô đó. Bên đây vô cái cần đạp cho anh luôn, chấm nhẹ 3K này ha. Đó, đây ốc anh đưa làm sao là giờ em gáp tới đâu em xé tới đó vậy đó, số 8 nè, không ốc y chang ốc của em chứ không có khác gì hết nha anh trai. Quên thả bò một cái, gáp tới đâu thả bò một cái này mà cho nó dễ trơn chu, thả ít thôi chứ em có thả nhiều nha anh em, thả vừa con ốc bắt thôi, sẵn ở đây thả vô nhớt luôn nè, con nhớt của anh nè, của em nè ha, xét hết trơn ha, tới mé bên cặt tè nè, KF là K trừ 1 ha, thun thì thun tồn, lỗ sắt thì lỗ sắt, nói chung theo xe em gam tĩnh điện rồi ha, sơn tĩnh điện đó, vô đây nha, nhưng đặc biệt anh sẽ thiếu ha con lông đền với con tán, nó mấy dưới nha, đây xé bịch luôn cho VIP. Đây sẽ nằm ở dưới đây, tán theo xe găm zin không.
ấy bắt ốc cái nền máy nha nè, ốc cái nền máy này vô nền máy thì bốn con ốc anh đưa đây là đúng nha, đây thì nó xài chung với một con ốc gắt chân nhôm này nha nè, nó xài chung với ốc là một xe chỉ có 5 con thôi, nó 5 con ngắn này, chiều dài hình như là 8 x 20 nha nè, đây đặc biệt thiếu 4 lồng đền quên nha anh trai, đây nó xài chung ốc lồng đền của nền máy luôn, đó, một xe là chỉ có 7 con, 4 con nền máy và 3 con ở treo máy nha anh trai, đó, nó nằm vậy nè, đó, nó nằm vô vậy đó, đó bắt vô là kêu ốc nền máy đó, đó nằm vậy nè, đó. Đây. Đây, chống ngang của anh đã hàng đế nè ha, sơn tĩnh điện luôn nha anh trai, chữ V nè. Đó. Lò xo ốc 7 màu của anh. Không, anh đưa làm sao để em gấp vậy à. Đó, nhưng đặc biệt con ốc khóa này nha, đúng quay thái 110 nha anh em. Đó anh em nào chơi đúng quay thái 110 nữa không có gam 7 màu vậy đâu. Nè anh em thấy không? Đó, lò xo này là lò xo tồn không túi nha, không túi. Rồi. Pha miếng mỡ bò cho vô anh em ơi. Anh em thấy không? Nè. Thở rất là nhiều nha nè. Nè. Không. Để em kiếm một cái lồng đền thép như mấy chiếc xe khác em chim cho anh trai nha. Nè, thở rất là nhiều nha. Nè. Đó. Đây cũng như bao nhiêu chiếc xe khác thôi. Em sẽ cho vô đây nè nha nè. Đó là nó vừa con ốc luôn nha nè. Đó, nó vừa con ốc luôn. Nè, thấy không? Bao cho sụp xịt nha anh em, bao cho sụp xịt ha. Đây là xo của anh. Tồn không túi ha. Đây anh em. Chim vô một cái là im gu luôn, có búng rồi nè. Đó. Anh em mà không chim nó sụp xịt ghê lắm. Đó anh em thấy không? Rồi, tới vô con số luôn. Số 99 nè. Đó, anh em thấy không? Chữ T nè. Đó, đây, chữ V sát luôn nè. Đó. Của anh nó mòn nhẹ làm sao nè. Tìm những cây nữa không mòn ở chơi miếu VIP anh trai. Ốc số 8 anh nè. Anh đưa còn thiếu cái lò xo nha. Đó, đây. Nó nằm ở dưới đất đó, đó. Chơi xé bịch Việt Nam được rồi anh trai ơi. Khỏi cần thái gì mất công. À. Xài cho nó ok. Đó. Anh em chơi toàn là ốc tồn không à. Dọn xe nói chung mà tới đâu thì mình che bịch tới đó cho anh trai yên tâm nha. Đó. Đã xiết xong rồi nha, nó tăng sên xong rồi nha. Đó, sên thì cũng mới vô miếng nhớt nha, nó mới nè, im gu nha nè. Đó, thì coi ốc ác nè, anh em thấy không? Thì ốc của anh trai thì là ốc tồn không à. Đó nè, không có cạnh béo gì vậy ha. Bên đây cũng vậy luôn. Nha, đó, con ốc này dấu mực nó nằm ở trong đó nha nè, anh trai. Dấu mực nha. À. Thấy không? Đó. Đó. Tán nè.
cái phe gài này á, em chỉ bẻ một cái thôi nha, tại lúc mà thay vỏ thì là thay bố vậy đó. Ví dụ mà mở một cái này ra mà nó gãy thì còn cái nha anh trai, em không có phá là hết nha. Thì dàn chân của xe anh trai thì em cũng đã gáp xong rồi ha. Bây giờ em sẽ quay cái phần mé trong bắt đồ cho anh em xem và chủ xe xem ha. Đó thì anh em xem thì đồ đạc của anh trai ảnh đưa em, thì nói chung chiếc xe này cỡ clip rất là dài nha anh em. Đó, và đồ những anh trai đưa chi tiết nhưng mà thật sự không có đủ đâu anh em ơi. Đó thì em cũng xé bịch thái ha, hoặc là tiễn theo xe đẹp cho anh trai ha. Đó, em xin nhắc lại luôn nha, cái phần cái cục máy này nói chung em không có đụng tới chứ. Đó thì em làm sao thì anh em cũng biết ha, em vệ sinh và vô ốc ha, vô ốc cho anh trai, ốc anh trai cũng đưa em luôn nha. Đó chứ em không có sẵn nha. Đó thì cái bình xăng con á thì anh em coi những giây phút trước thì em đưa cho thợ làm ha, thì nó cũng ok nha, tại vì em chưa gắn bách lòng vô, em còn vệ sinh một lần nữa nha anh em. Em đưa lên cái bàn ăn và vệ sinh thêm một lần nữa, thì bây giờ em sẽ quay cái phần sơ lược ở dàn ngoài cho anh em xem ha. Đó, anh em đừng có nghĩ con ốc này là con ốc đúng của nhà sản xuất quay thái 110 nha anh em. Đúng quay thái 110 là con ốc ở chỗ này là nó màu thái như mấy này nè, nhưng mà khách đưa làm sao thì em lắp vậy nha. Đó thì mấy con ốc này xét để em tìm những con ốc theo xe đẹp em vô cho anh sao nha. Đó, tại cái mặt tiền là quan trọng nhất nha anh em. Đó thì giờ em sẽ quay nè. Đó, IC 9.0 ha, nó lộn, cục sạc T9.0, cục IC là T9.5 ha. Đó, những ốc nè, đó gam zin hết nha. Đó, gam zin hết, con cua yên của anh là gam lợi nè, con cua yên của anh là chưa vip nè, anh em thấy không, chim thung là nó thung làm cho anh trai này ha. Đó, quay từ từ, còn cái tay sách nè phải rửa từ từ nha anh em, từ từ nó mới hết mấy cái hòm này nha anh em. Đó, tay sách là theo xe nha. Đó, phần máy trong nè, đó, dây nhỏ được chỉnh chu hết cho anh trai nha. Đó, anh trai đưa ốc sao thì em lắp vậy, nó chỉ có cái lỗi là con ốc cút gấp, anh em xem những giây phút trước cũng biết. Đây, họ cái kèn của anh á, thì đã bị ngạt mũi ha. Bây giờ em đợi cho anh đưa cái kèn khác nha. Đó, ốc nè, thấy không? Quay cái dàn trong thôi nha anh em. Đó, cái dàn ốc trong thôi. Anh em thấy không? Đó, ốc gam zin đây này, gam zin theo xe nè, cái này xé bịch thái nè. Đó, còn những con ốc này xé bịch anh trai đưa ha. Đó, ốc là bao đẹp cho anh em ha. Đó, tán này là tán new nha nè, new Việt Nam ha. Nè anh em thấy không? Em có chét mà bò hết rồi nha, tất cả chét mà bò hết. Cây bô của anh quá trời nhớt luôn à. Nè anh em thấy không, những cái thùng tồn nè. Đó, những thùng tồn anh em gửi tới gửi lui nó mới hết mấy cái mọt nha anh em nha. Anh thấy không, cực kỳ là cứng, ngon ha. Quay mấy dưới cho anh em xem ha. Đây, quay mấy dưới cho anh em xem ha. Đây, em sẽ còn rửa một lần nữa nha anh em, rửa một lần nữa ha. Đó, ốc này, đây này thấy không? Đây có chim thùng nha, chim thùng cho anh nè, buông ra nó không có bị
kêu tảng tảng nha. Đó. Anh em thấy không, ốc tồn anh em nhìn ở ngoài nó sẽ đẹp hơn nữa nha nè. Chiếc xe của anh trai nói chung á thì nó đồ nó rất là nhiều chi tiết, nó nhiều hơn cái chiếc của em trai ở Hóc Môn nữa nha nè. Em trai Hóc Môn dọn cho anh trai ở hình như ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk á nè. Nói chung đồ này nó còn dữ hơn cái trên chiếc đó nữa, nên nói chung clip á thì quay một lần thì không có xẻ đâu. Đó thì em làm tới đâu á thì em sẽ up lên tới đó nha anh em, để cho anh em mình biết được những cái món phục tùng những anh em ta đưa cho em rồi em lắp lên đây sao sao thì nó sẽ hiện trạng nằm ở trên chiếc xe của anh em hết. Đó. Đây sẽ quay cái chỗ ốc lưu lái cho anh em xem nè. Đó, anh em thấy không? Đó, thì nói chung thì dọn ở đâu chứ dọn bên em là phục tùng là zin hết nha anh em, nói không với hàng lô hàng phay nha anh em. Em còn gắn cái dây xăng dư với bách lòng 99 nữa nha nè. Tại cái phần dàn chân này nó còn đó nhưng mà em không gắn vô. Tại gắn vô mình rửa cái mấy cái chỗ này không có được nha nè. Nên mong anh em thông cảm ha. Hẹn anh em phần tiếp theo nha nè. Mặc áo vô và đi dán tem nha nè. Tại cái phần tổng thể này thì em chỉ quay phần cái dàn để khuất cái dàn áo vô thôi. Đó. Đó, clip thì bắt đầu em tiếp tục chia lại, chia thêm một và một phần nữa nha anh em. Đó, chưa có mặc hết áo vô đâu, tại em mặc khúc sau với cái yếm với cái mặt nạ còn có bốn kính bẩn á, thì để em test coi có nhớt nhau, tại cục máy em không đụng tới nha anh em, để nhớt nhau coi có ok có chảy thì em sẽ khắc phục cho anh trai ha. Rồi clip lắp dàn chân của anh trai ở Kiên Giang tới đây em xin kết thúc nha anh em. Đó, chúc tất cả anh chị em gần xa xem clip của em vui vẻ, nếu thấy clip hay quệ mến kênh phục tùng của em, hãy ủng hộ một like một đăng ký kênh nha anh em, để em có động lực ra những video tiếp theo để phục vụ anh em đam mê dùng cái thái cho 10 ha. Rồi hẹn tất cả anh em phần tiếp theo của xe anh trai Kiên Giang này nhé. Ok, tiếp là cái cốp bình nha anh em. Tháng 8 năm 2001 nha anh em. Đó thì chưa trơn đã thấy rồi nè. Đó. Xéo ngay chỗ lỗ ốc sườn ha, về em sẽ sửa lại nha anh em. Sửa lại cho nó ngay trung tâm lỗ luôn ngay đây nha anh em. Đó, xéo nè ha. Nè, ở đây xéo lỗ nữa nè nha anh em. Đó, nha.